xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của phát âm hay mình là diễm trong đoạn video này thì mình sẽ không có dạy học đâu mình sẽ không nói về lý thuyết đâu mà mình sẽ kể vào câu chuyện cuộc đời của mình là tại sao mình lại thành lập phát âm hay và phát âm hay thì có nhiệm vụ gì Các bạn cũng biết là con nít thì đứa nào cũng có tính ganh tị hết Và ngày xưa thì mình cũng vậy đó, mình cũng rất là ganh đua khi mà học tập Từ lớp 3 đến lớp 12 mình là dân chuyên toán, suốt ngày học bất tỉnh thức rồi giải hình học này mình thích lắm luôn Cho nên mình không có dành nhiều thời gian cho chuyện học tiếng Anh Dẫn đến là môn tiếng Anh ở trên trường của mình nó cũng chỉ đủ điểm để qua môn thôi Và hết lớp 12, hết lớp 11 đến học kỳ lớp 12 thì bỗng dưng mình thấy lớp trưởng lớp mình là một cây toán rất giỏi nha bỗng dưng nó giỏi tiếng anh bỗng dưng nó nói tiếng anh rất là hay rồi nó lại trả lời cũng rất là hay nữa rồi nó lại nghe cũng rất là giỏi nữa mình ngạc nhiên lắm luôn ủa chứ tại sao một khoảng thời gian rất là ngắn mà bạn lại học tốt được như vậy thì mình mới hỏi thì bạn nó mới trả lời là à bởi vì là mình mới bắt mạng internet mới mua máy tính cho nên mình lên trên mạng học và trên đó nhiều tài liệu lắm ừ, hay nhỉ mình nói với bản thân của mình và mình mới về nói chuyện với ba mẹ là ba mẹ ơi ba mẹ sống nhưng mà cho con cái máy tính đi để con lên trên mạng internet con học tiếng anh cho giỏi như mấy đứa thời gian đó là khoảng tầm năm 2006, 2005, 2006 và internet thì cũng chưa phát triển nhiều cho mà ba mẹ mình thì cũng không phải là người có điều kiện lắm đó. ba mình là tài xế mẹ mình thì lúc thời điểm đó là mẹ mình bán bánh mì cho nên cũng tiền bạc ở trong gia đình nó cũng không phải là dồi dào gì cả nhưng mà ba mẹ mình rất là chịu chơi và rất là hy sinh cho nên là đã sắm cho mình một dàn máy tính để bàn cũng như là có internet nữa Mình vô cùng vui sướng luôn Việc đầu tiên khi mà mình nhận máy tính và mình mở mạng lên mình gõ ngay một cái keyword là học tiếng Anh miễn phí và nó ra vô vàng những website Nhưng mà thời gian đó thì YouTube cũng chưa phát triển máy và Facebook thì còn chưa xuất hiện nữa cơ Tài liệu thì tất nhiên là cũng không có nhiều lắm Nhưng mà dù sao nó có các kênh là CNN và BBC mình cũng chạy thì mình coi Wow đó là một thế giới vô cùng rộng lớn luôn internet đã mở cho mình một cái chân trời hoàn toàn mới và mình bắt đầu lục lọi ở trên mạng internet coi thử mình có thể học cái gì rất là may mắn là mình đã phát hiện ra một cái forum ở trong đó có các thầy cô đến từ nước ngoài người việt sống ở nước ngoài người mỹ người canada người úc người hà lan người pháp người ta sống ở nước ngoài nhưng mà vào ban đêm thì họ có thời gian rảnh á cho nên là họ mới online lên và họ dạy cho người việt nam rất tiếc là bây giờ forum nó đã bị chết rồi và mình cũng không có gặp được các thầy cô đó lại nhưng mà cũng rất là may mắn là thời đại gian đó mình mình lại phát hiện ra cái một cái điều một điều rất là hay ho là mình được học với các thầy cô thì các thầy cô là người việt sống ở nước ngoài cho nên cái kỹ năng tốt nhất của họ đó là nghe và nói ngữ pháp thì chỉ biết chút chút thôi và họ không biết giải thích tại sao hết tiếng anh là tiếng mẹ đẻ từ tiếng việt chỉ là tiếng ngôn ngữ thứ hai cho nên đôi khi hỏi giải thích kiểu ngữ pháp là họ sẽ không biết và những môn đầu tiên, những ngày đầu tiên mình học là mình được học phát âm Rất là may mắn luôn các bạn là Ngay từ ban đầu mình đã đi đúng quy trình nghe, nói, đọc, viết Rồi mình học được phát âm nữa cho nên là kỹ năng nghe, nói mình phát triển Đâu đó khoảng tầm mình nhớ là có một thời gian rất là ngắn thôi là mình cảm thấy vô cùng tự tin luôn Không biết lúc đó phát âm có đúng không, có nhiều đúng không thì không có rõ lắm Nhưng mà mình vô cùng tự tin Vì rõ ràng là so với những bạn ở trong lớp là mình đã vượt trội hơn hẳn mình bắt đầu giơ tay phát biểu rồi trả lời và các bạn cứ wow trầm trồ cho mình thích cảm giác đó lắm cho nên ngày càng mình lại càng đào sâu thêm chuyện học phát âm nữa trong suốt quá trình đi học và đi làm lại ở, ở trường đại học thì mình nhận thấy là nhờ phát âm nhờ nói chuyện tiếng anh lưu loát mà sự tự tin của mình được tăng lên lên rất là nhiều mình tham gia nhiều hoạt động đội nhóm và được đưa những cái vị trí cấp cao hoặc là những cái gì đó liên quan đến tiếng anh thì mình được mình được nhận nó hết và từ đó thì nó làm cho cái profile của mình nó càng ngày càng tốt hơn dẫn đến là khi tốt nghiệp ra trường khỏi trường đại học trong tay của mình đã nhận được học bổng toàn phần của em hiệp hội thương mại mỹ, mỹ tại việt nam học bổng nguyễn thái bình học bổng ftms mình là trong suốt năm hai và năm ba năm 3 và năm tư thì mình là sinh viên tiêu biểu của trường đại học ngoại thương Ngoài ra thì mình là một trong hai sinh viên duy nhất của trường đại học ngoại thương được nhận sinh viên năm tốt cấp thành. Đây là một cái phần thưởng cực kỳ danh giá. Rồi sau đó thì mình lại uh, nộp đơn vào công ty Castro BP là thời gian đó là công ty BP là tập đoàn dầu khí của Anh thuộc top 10 những công ty lớn nhất thế giới và mình may mắn là một trong bốn sinh viên khi vượt qua hơn 1.000 hồ sơ được trở thành MT của chương trình là Management Trainee, MT của chương trình đó thực ra khi mình nói về về những cái những cái điều mình đạt được nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về những cái khó khăn khi mình học thời gian đó nha thì khó khăn đầu tiên của mình là bởi vì mình học với lại người việt ở nước ngoài cho nên bị trái múi giờ thường mình sẽ học từ 10 giờ sáng đến 2 giờ sáng lúc đó thức khuya đắm núi luôn nhưng mà mình cực kỳ thích luôn mình học càng ngày mình càng thích và mình thấy không có phải quản ngại về chuyện học cả nếu như thầy cô chiều dạy là mình chịu học dạy kiểu gì mình cũng học được hết á bao nhiêu thời gian mình cũng được học được cả và thời gian đó thì internet cũng chưa phát triển cho nên là cái sự cái sự các thầy cô không có muốn bị lộ diện bị lộ danh tính cho nên không có camera nha không có camera không có video gì cả chỉ là nghe và nói và nghe và bắt chước hoặc là các thầy cô mô tả cái miệng sao đó thôi nhưng mà không có mở camera lên cho nên là quá trình học phát âm của mình nó kéo dài từ 3 đến 4 năm lận và nó cứ mỗi ngày một chút xíu, một chút xíu vì đâu có bài bản, sách vở gì đâu, mỗi ngày học một chút xíu Thì sau này mình mới ngậm nghiệp lại và mình mới kết nối lại suốt cái 4 năm học đó những kiến thức để tạo thành một cái hệ thống bài cho phát âm hay Cho nên ngày xưa mình học 4 năm thì mình mới đùa với học viên của mình là bây giờ các bạn chỉ học có 6 tháng thôi Đã là ôm trọn nguyên cái phần kiến thức mình học 4 năm trước rồi sau khi làm việc ở công ty Castro BP trong một khoảng thời gian thì mình nhận thấy là mình mình nhờ những gì mình đạt được là nhờ tiếng Anh và đặc biệt là cái gốc của mình là nhờ phát âm tiếng Anh thì tại sao mình lại không làm một cái chuyện gì đó, mình không thành lập một cái gì đó để mình có thể sử dụng tài năng của mình, sử dụng những điều mà mình tốt nhất để phục vụ cho xã hội, để giúp cho mọi người khác có một cái một cái một cái tương lai tốt đẹp và có thể là một cái vị trí tốt trong công ty hay là một cái một việc đi du học dễ dàng hơn hay là một cuộc sống cực kỳ tốt đẹp hơn. Thì cuối cùng mình quyết định là mình chọn và mình uh, Mình thành lập ra phát âm hay Vì vậy phát âm hay được ra đời với sứ mệnh Là giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam Yêu tiếng Anh Nhờ thông qua phát âm và nhờ vậy Mà Thế hệ trẻ sẽ có một Tương lai tươi sáng hơn và tốt đẹp hơn Qua video này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành các thầy cô Đã dành thời gian chỉ bảo mình Cũng như là bạn bè của mình đã cùng giúp mình cùng vượt qua những khó khăn với mình để học chung với mình để mà tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng cảm thấy vui với việc mình được trao và được nhận và bởi vì ngày xưa mình được nhận sự giúp đỡ của các thầy cô rất là nhiều cho nên bây giờ mình thấy nhiệm vụ của mình là mình phải trao lại mình phải mình phải làm một cái gì đó để ngược lại để trả lại những cái công ơn của thầy cô để giúp mình cho nên là um, mình cảm thấy rất là may, may mắn khi mà các bạn đăng ký vào phát âm hay và mình có cơ hội để giúp các bạn thì đây chính là câu chuyện của mình, một câu chuyện mình đặt tên nó là từ vịt hóa thiên nga Nhờ vào phát âm mà từ một công việc xấu xí mình đã trở thành mình như ngày hôm nay Và phát âm hay được thành lập Hy vọng là câu chuyện của mình sẽ tạo động lực cho các bạn học phát âm, học tiếng Anh một cách tốt hơn Ngày xưa mình chuyên toán cũng học được phải không? Cho nên là chỉ cần thời gian, chỉ cần kiên trì, kiên nhẫn một ngày một chút xíu Thì rồi bạn cũng sẽ giỏi tiếng Anh thôi Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Phát âm hay để mình có thể coi những video khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.